Kính mời các bạn chú ý cái này, mục này nó hơi hấp dẫn chút xíu nè. Là mục sổ sổ may mắn. Mời quần pháp được giúp thật ha. Lên điều khiển chương trình bốc sóng sổ sổ. Năm may mắn xin được bắt đầu. Lá phiếu may mắn đầu tiên đó là model Xuân Vinh 12 ngày. Xin cảm ơn Xuân Vinh. Một ca sĩ đến từ lớp B. Ai là ca sĩ lớp B? Xin mời bạn Hứa Văn Hải lớp 12B. Có tất cả là 12 phần quà. Lên là 3 thì đứng vô là 4. Thật là đồng điều. Lớp E, lớp B, bây giờ là lớp G. Tôi nhớ không nhầm, đây là một cái bàn mà đăng ký bổ sung để vào dự kỳ họp mặt ngày hôm nay, đó là Trần Hữu Hóa. Xin mời Tôn Nữ Phước Nhà lên sân khấu. Anh vô luôn đi cho đủ bố anh ơi. Bây giờ là lá phiếu số 5. Không biết ai là người may mắn đây. Một cái tên rất là hay, một cái tên thật là lạ mà. Trần Phước Thùy Thảo, 12 idol. Lớp Y công hộ danh là một tập thể đoàn kết nhất của khóa. Một anh chàng ngộ nghịch siêu quầy của Nguyễn Hề 8184, bác sĩ Võ Hiến 12A. Một anh chàng đã học với mình từ rất lâu, từ hồi cấp 1 lên đến cấp 3, đó là bạn Hàm Tinh Nguyên 12G.
liên hệ 8184 bạn Trần Việt Thắng lớp 12 rank. Trong bài tạo ôm hôn thẩm thiết. Lá số may mắn thuộc về tạo ông Hoàng Công Dung 12 idol. Xin chúc mừng tạo ông đạt số may mắn ngày hôm nay. Hoàng Công Dung người hùng phố nối. 12 con số may mắn là do bạn Lê Văn Long, một cô nam sinh của lớp 12 idol. Xin mời bạn Lê Văn Long lên sân khấu. Ban tổ chức có một món quà nhỏ gửi bạn Lê Văn Long và rất cảm ơn bạn Lê Văn Long. Nếu một kỳ hồi hộ mà bạn cứ ủng hộ 20 cái đồng hồ như thế này thì mình ước tính là 10 năm là 200 cái. Như thế là cả cái nguyện về tầm 1, tầm 4 này nha, cùng treo đồng hồ Lê Văn Long. Xin cảm ơn bạn. Đôi lời gửi các bạn. Thật là vui khi cùng các bạn hồi ngộ điểm hẹn Sài Gòn. Mình không ngờ là sự có mặt đông đủ của các bạn nói đến cái tình cảm của các bạn dành cho cái hồi ngộ hôm nay rất là tuyệt vời. Trong đó có bạn Hà và bạn Quân là một trong những người tâm đắc về cùng các đoàn anh em là ở Sài Gòn. Có những là tập liền rất nhiều ngày, có mình tham khảo mình biết. Cũng rất cảm ơn, rất cảm ơn sự chào đón của các bạn. Thay mặt Huế miền Trung gửi lời chân thành đến các bạn thân nhất. Và mình cũng luôn mong muốn như nhiều hơn nữa sẽ có những cái cuộc gặp như thế này mà mẹ bạn ấy. Sau đây có hai phần thưởng dành cho hai bạn. Tất nhiên là ở đây chúng ta tham dự gồm có miền Trung, Cao Nguyên, miền Đông, miền Tây, Nam Bộ và chủ nhà là Sài Gòn. Nhưng mà hai món quà này ban tổ chức đã làm việc với người ủng hộ, đó là bạn Trần Kim Nhân, một nha sĩ thành công ở Hoa Kỳ. Hai món quà này sẽ tặng cho một trong những bạn đến từ miền Trung. Thì nếu một bạn nào đó ở Cao Nguyên hay ở miền Đông, miền Tây, Nam Bộ mà trúng được cái phần quà này thì sẽ có một cái may mắn, đó là mình được làm cái quà tặng lại cho một người bạn thân mà mình yêu thích nhất ở miền Trung bay vào dự ngày hôm nay. Các bạn đồng ý không ạ? Tức là mình nói là nhé, tức là nếu mình bóc đúng tên của một bạn ở Cao Nguyên hay ở miền Đông, ở miền Tây thì theo ý như là chủ nhân bạn là bạn Trần Kim Nhân thì cái người mà được bóc tên đó họ sẽ nhận cái phần này, mà phần này thì không được dùng cho những vùng khác thì sẽ dùng cái phần này để làm co tặng lại cho một trong những bạn miền Trung ở đây mà bạn thân tình hay yêu thích nhất. Các bạn hiểu chưa? Thật là hay. Lá phiếu tên là Nguyễn Thị Thanh Hà lớp 12E. Tặng cho một người bạn học với mình từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đó là bạn, một cái bạn, một người bạn gái, một cái tên rất dễ thương mà đã đi vào trong một cái ca khúc của Phạm Duy, Ngày Xưa Hoàng Thị. Các bạn đón được bao nhiêu không ạ? Đó là bạn Hoàng Thị Minh Châu 12B. Phần quà thứ hai đó là giải hai V
vé máy bay một chiều. Khi này là vé máy bay khứ hồi, còn bây giờ nó đã giảm 50% rồi. Vé máy bay một chiều. Các bạn đến đây dự thì phải cần một vé máy bay để bay về lại Huế. Đó là máy bay mục tiêu Sài Gòn. Rất hay. Phần thưởng này thuộc về một bạn đến từ Huế. Một cô gái Thùy Mì Duyên Giảng, Phan Thị Kim Loan, 12 Idol. Xin mời Kim Loan lên sân khấu. Kim Loan lại máy bay cho các bạn, cho nên mình biết được chính xác cái giá trị của máy bay là bao nhiêu, thì trong này nó sẽ chính xác như vậy. Có người đã viết về con gái Huế. Sự ấy ức làm cho con gái Huế có riêng một cấp khúc mà người đời ưa khám phá. Nhạc yên gái Huế cũng sẽ mãi mãi như điều được sông hương sóng lặng dòng trong mỗi soi bọc buộc con đò. Thật vậy, thiên nhiên Huế đẹp quyến rũ, mê hồn. Và con gái Huế không có sắc sảo rạng ngời, nhưng đủ làm xa xỉn bao lòng ai đến nhớ mạng. Dư chủ chi rất bể hiền ngoan, xin em chở cắt mái tóc thề để cho gió thổi bay sủi tóc và mùa đông đôi vai gầy. Xin mời bạn, các bạn thưởng thức ca khúc Rất Huế qua giọng ca của một cô gái Huế dịu dàng, Phương Thảo, cựu nữ sinh 12A. Xin mời Phương Thảo lên sân khấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có ai bên vai kề, đưa lên đôi như thiếu đi một bóng hình. Xoay trong đôi tay, chân bước qua những điều vui tâm hồn, để tâm hồn tôi chợt nhẹ tay tôi. Khi sâu mê, tôi chốt yêu ai người lòng. Đôi trong đôi tay, tôi cố quên một buồn tình. Sao tôi ngờ, trong bước chân anh đã nỡ xa vô trường. Sẽ đại diện cho các bạn lên trao quà và cảm ơn ban tổ chức. Xin mời các bạn. Bye.
Chúng tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình và năng nổ cũng như hy sinh của ban tổ chức đã bỏ bao nhiêu thời giờ quý báu để được có được cuộc hội ngộ hôm nay từ khắp các miền của đất nước về đây. Và một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức. Và tương lai tôi nghĩ là cái đội này là sẽ là cái đội chuyên nghiệp rất là pro và tổ chức sự kiện. Nếu tổ chức ở Đà Lạt hoặc là Bảo Lộc hay gì đó đó thì tôi cũng phải nhờ cái đội ngũ chuyên nghiệp này sẽ tiếp tục một hành trình mang ra phải rạng chạy 30 năm nữa nha. 30 năm nữa vẫn chạy tốt. À là 30 năm nữa có chạy hưu về vương luôn. Từ một năm chạy một lần mang chạy khoảng 30 năm nữa là gì à, rồi một lần nữa cảm ơn ban tổ chức. Là 97 bạn tham gia. Chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp của tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay. Và cảm ơn bạn Trần Kim Nhân ở Hoa Kỳ, cựu học sinh của lớp 12A. Cảm ơn bạn Lê Văn Phú, cựu học sinh lớp 12C. Và bạn Hồng Như Ngọc, cựu học sinh lớp 12C. Dù không tham dự được ngày hôm nay nhưng đã gửi một số ủng hộ về để cho ban tổ chức lo kinh phí cho chương trình. Và có thể trong quá trình tổ chức nó có những cái sai sót thì mong rằng các bạn hãy thông cảm bỏ qua, bởi vì chúng ta chỉ làm vì vui khi chúng ta cũng không phải là chuyên nghiệp, cho nên mong rằng các bạn hãy bỏ qua giùm. Và tôi cũng yêu em, yêu em rộng rãi.
một dòng tình thương mê, một dòng con quyến luyến, một dòng nhớ hay về miền đời lúc mơ về. Anh dương lên sông sông, hai bên bờ sông sâu, người giàu tiếng người thật lòng chân mai, nhìn theo em cười môi, ngồi giấc yên yên vui. Chẳng có đề xuân hát vang lên cho vui, cô đang ngồi bên tôi, đây là cuộc nhà, đây là tiếng thơ. Như sông treo đi ru, vườn cuốn sẽ trôi xa, là tiếng hát tô hồ. Con lòng ta sân về sân ra, hát tan vòng trôi tàu. Chúng tôi xin được
được mời các bạn tham gia. Và yêu cầu thứ nhất là chúng tôi xin mời nha, mời những các bạn nào mà một trong số các những người mẫu đứng trên này đã từng là người thương thư hồi xưa, thì bây giờ xin ưu tiên trước được đưa tay, và những người nào ưu lựa chọn được đón trước, và đón trước là tỷ lệ đón trúng nó sẽ cao hơn. Và tôi yêu cầu này, những người bạn nào mà trong 10 người mẫu này là những hình bóng người xưa, đây các bạn đưa tay lên. Có hai bạn, đây là thứ 3, thứ 4. Chúng tôi đang có 6 bàn, xin mời 4 bàn nữa. Xin mời bạn bên mình ít. Xin mời 1 bàn nữa. Mời bạn bàn 10 bàn lên đây. Xin mời các bạn tham gia tập trò chơi. Xin mời vui bạn tham gia chương trình đoạn nhìn hình đóng tên người xưa, tập trung lại chúng tôi một cấp đây là mời bạn tự hóa trang và 10 người bạn cùng tham gia chương trình. Xin nhắc lại tên của các bạn tham người mẫu hóa trang: Châu, Thủy Tiên, Lan Khuê, Ngọc Anh, Tiết Vân, Nguyễn Tý, Bùi Hương và Thùy Trang. Sau đây là có cúp xin mời quy định vào đây chơi ạ. Quy định vào chơi này, chúng tôi xin sẽ mời một từng người một trong 10 bạn tham gia. Những người nào có đọc lại ở mời thì sẽ bước lên một bước, và người đó sẽ được chọn trong 10 người mẫu lần này á, là một người đầu tiên để đó. Trong 10, bạn sẽ chọn một người. Mời bạn số 4, mời bạn số 4 bước lên một bước. Mời bạn đối diện với bạn Lê Hải. Phương Liên, Phương Hà. Rồi, bây giờ bạn Lê Hải sẽ có được 3 người lựa chọn. Vì thứ nhất, bạn sẽ lựa chọn giữa hai cái lựa chọn là yêu cầu người mẫu của chúng tôi là một động tác, hoặc có thể tham khảo ý kiến MC. Nếu bạn khuyên thứ hai, bạn sẽ mời một nhờ một cái bạn ở dưới mời lên hỗ trợ cho bạn. Xin mời bạn chọn khuyên. Người tôi biết bạn ấy là bạn Minh Châu lớp tôi. Ba đúng rồi. Đây là bàn lấy hai đội bóng Minh Châu. Xin mời hai bạn đứng về vị trí ạ. Mời bạn số 10. Rồi. À, chè. Người đã dụ rồi nghe. Bạn Cúc có thể thực hiện quyền ưu tiên của mình. Mình chọn bạn các bạn gái. Xin mời bạn nhắc lại câu chúc của mình. Tôi chúc. Bạn đã chắc chắn chưa? Tôi nghĩ bạn nên đoạn lại đó. Tôi nghĩ bạn nên đoạn lại, tại vì đáp án tôi nắm được tay rồi. Tôi nghĩ bạn nên đoạn lại. Bạn có thể yêu cầu bạn đối diện của mình là bạn này là một động tác mình dừng đã động tác quen, hoặc có thể nhờ tôi tư vấn, hoặc có thể mời một bạn ở dưới lên tư vấn. Mà tôi xin nhắc lại, tôi tư vấn có thể 50 đúng 50 sai. Đây là một bạn học ở lớp A. Lúc này là video clip chúng ta giới thiệu rồi, đây là bạn học lớp A. À, thế bạn nhắc lại đáp án đó mà. À, mình muốn bạn Thủy Tiên. Và bạn Cúc của Tùng. Thủy Tiên. Được. Mình chỉ em cho, mình đọc cái khác, mình đọc cái khác. Đọc đài đi. Đây đi. Đi. Cái kia ai xoay mình cũng chỗ ai. Ai xoay mình cũng vậy. Mang mã số 08. Chọn cho mình một dạng điều đi chờ. Đi chờ đi. Kiểu cuối cùng mình ạ. Thánh Lâm. Tôi khẳng định đây là bằng phân tâm. Ờ, thật hạ. Rồi đây thì bạn nói tốt. Số là 3. Bạn là bạn lập rê, bạn tuyệt vâng.
tôi tiếp tục mời một bạn nữ. Mời bà. Rồi bạn Thanh Tâm lập B đây. Đoạn là bạn Thanh Tâm lập B. Mời bạn số mấy? Bạn số 1 và bạn trả lời ông đó là bạn khẳng định là đây đúng rồi. Bạn tôi khẳng định đó là đúng rồi. Tôi chơi thật là bạn đúng rồi, bạn sẽ bỏ lại. Bạn mặc cái quần lên quê bây giờ không cho sờ trong người. Đấy, mùi đi tục lạ luôn. Mời bà nghe, đó luôn. Anh chui. Chắc mình đổi ra những cái trung. Ok rồi, bây giờ hẹn đường rồi. Người cũng có. Mà nhìn trù rồi, trái hết rồi. Mắt thì mắt già. Mùi đi tục lạ. Thôi, Minh Châu luôn. Bạn tổ chức kia đánh xô. Chúng tôi đề nghị các bạn dưới 100 bộ tay chúc mừng những mấy bạn này đã có sai biệt. Ta xin chúc mừng bạn Trang đã đó đúng hay xin hay sai bạn cái gì đó là đúng. Xin chúc mừng bạn Trang là người duy nhất trong cái số này đó đúng. Chúng tôi được biết là hai bạn là một thời tìm hiểu nhau, yêu nhau rồi chỉ định hôn nhân. Thì có lẽ là trong cái thời gian yêu đương từ thời học trò cho đến bây giờ chắc là nói như một kinh nghiệm lắm. Thì chúng tôi hôm nay chúng tôi mang phép tò mò những yêu của bạn. Và đây là chúng tôi có những câu hỏi dành cho Minh Hiền và Xuân Đạt. Câu hỏi đầu tiên của hai bạn đã diễn ra ở đâu? Xin trả lời luôn tại bệnh viện Trung ương Huế. Bây giờ tài năng mà hôn ở trong bệnh viện hả? Hiện đâu đi như thì bệnh viện không gặp đau hứng đó luôn. Có cảm giác đau lúc đó sao? Hết đau luôn. Xin sao đã trả lời là bạn Hiên là nghe bằng nào hôn tài mùi chuối. Ý mà nó tưởng đến mà bao lực gỡ nè. Ta đi thời điểm đó rất là bạn nhớ đó là trước mặt nha bạn xuống tâm lực 12 kìa. Câu hỏi thứ hai. Ai đúng ai sai chứ. Đã thua bằng là trả lời không chính xác thì nhớ bằng nào tuyệt vời. Tôi đi nghiêng bị phạt. Câu hỏi thứ hai. Đêm tân hôn, cô yêu mặc quần nhỏ nhất màu gì?
rồi đó. Nhưng mà tôi gì nè. Cái này á thì phải nói là trí nhớ của hai bạn tuyệt vời tuyệt vời. Nếu có bò nhợ kỳ dữ hay mình đưa cái tay vô là thẹn còn với cà nó tay bên hôn nữa dễ cái gọi nữa là hết xui á. Mơ 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 xin cảm ơn hai bạn, xin mời bất kỳ kiệt tâm của chương trình hôm nay không còn câu gì hay hay hỏi cho anh câu nữa và mong rằng là khi kỳ gặp mặt sang năm chúng ta sẽ có cảm ơn bản tổ chức. Đang còn nội chiến không? Còn lên nội chiến để bản tổ chức không? Hả? Thôi cảm ơn ngoài và ngoài đi. Cảm ơn ngoài về đi. Chọn ngày này không? Sáng năm là con ơi. Thật ra là hôm nay là qua là một năm 13 ngày kể từ ngày là hội ngộ. Hôm nay thì các bạn trong khóa về tập 1 tập 4, đặc biệt là các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn và ban tổ chức có bạn Tân Hà, bạn Lê Hải. Hôm nay là tổ chức một cái buổi gặp mặt, buổi thiệt kỷ niệm một năm ngày hồ rất là vui. Thì tiền người nào cũng có gì hơn thì kỷ niệm. Có cái thông tin này là đăng ký ngay và chuẩn bị rất là sớm để vào đây để mà tham gia. Hôm nay thì một lần nữa là hết sức là cảm ơn ban tổ chức cái này có những cái chương trình mới mẻ, đặc biệt, đặc sắc và rất là hình tượng. Xin cảm ơn. Ngày xuân ngàn trang pha chung ngàn lời, người anh nàng phu vui lúa thơm thời, người thương xa lời dân, người thương nhân nồng nò, thoát đi đời gian lao nghèo khó.
Lắm.
ngắm lên ngậm ngậm mình xin dâng cái giải thưởng này để ủng hộ cho các bạn đang có hoàn cảnh khó khăn của cả chúng ta. Cảm ơn bạn Hoàng Xuân Điều lớp 12E và vì là mình sẽ chuyển cái phần quà này cho hai bạn, đó là bạn Trần Xuân Bình lớp 12A và bạn Hồ Ngọc Diệp lớp 12 hả? Hai bạn thật là kẻ may mắn hiện nay đã đang vật vả chống lại cái cơn bạo bệnh ung thư. Thì số tiền này sẽ được bỏ vào trong cái thùng quyên góp. Rất cảm ơn bạn Thiều. Chương trình Vọng Nhạc Yêu Thương, chúng ta là những người may mắn có sức khỏe, có thể đi lại và có thể đến đây vui chơi, trong khi bạn mình thì đang vật vả chống chọi với căn bệnh của hệ tí, đó là ung thư. Rất là mong các bạn hãy góp chút ít để mà giúp cho bạn mình. Sau khi bạn Thủy Tiên và bạn Kim Cúc đã kiệm thùng quyên góp để giúp bạn Xuân Bình A và bạn Ngọc Diệp lớp H thì tổng số tiền có được là 9.450.000 đồng Việt Nam đồng và 100 đô Úc và 100 đô la Mỹ, tương đương 13.300.000. Số tiền này mình xin mời bạn Lê Trung Quân, đại diện của các bạn Nguyễn Huệ tầng 1, tầng 4 ở Huế lên nhận. Và về thì mời nhờ bạn chia ra hai để mà gửi giúp cho bạn Xuân Bình và bạn Ngọc Diệp.
giảng viên của kể từ trang đại học công an Sài Gòn hướng dẫn và mình xin tiết lộ cho các bạn biết là trước khi vào học ngày hôm nay cô giáo và các học viên đã cùng tối cùng nhau ăn rất là vui vẻ. Ở đây có những học viên là bạn Ngọc Ánh, bạn Xuân Tông, bạn Thị Hiếu, bạn Thanh Hà, cùng những nam model đó là bạn Xuân Thiều, bạn Quân Thắng, bạn Mạc Linh, các model học tới về Sài Gòn để như các bạn bà cho biết là cái sự chuẩn bị của nhóm Huế để tham gia cái chương trình hội ngộ tại Sài Gòn. Thì các bạn lần đầu tiên là các bạn cảm ơn Hana và tất cả các bạn ở trong Sài Gòn đã tạo cho nhóm Huế và các bạn của hội ngộ nói chung là một cái sân chơi và cái cảm giác rất là ấm áp khi ở nhóm Huế vào Sài Gòn tham gia sáu tiết mục. Một tiết mục đông ca, một tiết mục sóng ca và một tiết mục đơn ca, hai tiết mục đơn ca của 12i và một cái tiết mục là dân phủ vậy là các và một thêm một tiết mục là lòng hóa trái cái này đổ mê rất hấp dẫn không ạ? Rất hấp dẫn hết mà các bạn chuẩn bị rất là hào hứng tiếng nói là cái thuê ảo cũng hết là mấy bạn mặc vào rồi cũng chụp hình giống cái hình như này chụp trước nhưng mà bạn là giấu đi để sáng cái việc đó mới tung lên cũng rất là thích lớp đó mới mặc lại cái áo sơ mi nó cảm giác các bạn rất là thích cái này cho áo màu lên màu khác mặc vô thấy hơi sợ không được mặc lên tiếp tục nhóm Huế sẽ có nhiều tiết mục rất hấp dẫn nha. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại tại Sài Gòn nhé.